Rồi, chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Cao Bằng, thuộc tỉnh Cao Bằng nha các bạn. Hôm nay sẽ đi quay lại cái thành phố Cao Bằng cho các bạn xem. Mình đang đứng ở Bùng Binh và hướng quốc lộ 3 các bạn. Bùng Binh khá lớn. Quốc lộ 3 hướng từ bên Đồng Văn các bạn đi từ bên Hà Giang đi qua Cao Bằng thì quẹo vô đường này là đường km 5 các bạn, phải không? Cũng có tên đường mới đề thám các bạn. Đường này đường là km 5 thôi các bạn. Đây là đường dẫn vào cái trung tâm thành phố Cao Bằng ha các bạn. Đó, bên phải chúng ta đây là cơ quan hành chính của tỉnh Cao Bằng ha các bạn. Vào quay đây có tập đoàn Viettel ha, lô 10 khu đô thị mới, khu đô thị Đề Thám các bạn. Cái này coi như là khu đô thị mới, có thể là mới quy hoạch đây. Mình sẽ vào quay cho các bạn xem cái khu này, xong rồi ngưng một đoạn rồi mới vào tính trung tâm, bởi vì từ khu này vào trong trung tâm nó còn 4-5 cây nữa các bạn. Đây là cái quảng trường Bắc Bó các bạn. Quy hoạch đô thị, một khu đô thị hoàn toàn mới ha các bạn ha. Trung tâm hành chính sự nghiệp của thành phố Cao Bằng cũng như tỉnh Cao Bằng nằm ở ngay đây. Rồi một chút mình vô trong trung tâm thành phố ha các bạn. Một quảng trường khá là rộng lớn, cũng mới được xây dựng cơ sở hành chính sự nghiệp. Đang xây cái quảng trường, cái quảng trường này, cái tòa nhà rất cao dữ, bự dữ. Nhà khách trung tâm của Bộ Công an, của Công an tỉnh Cao Bằng chứ. Ta quẹo ra để đi ra trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp các bạn, để chạy thẳng vào trung tâm thành phố Cao Bằng ha. Và mình sẽ giới thiệu về trung tâm thành phố Cao Bằng cho các bạn xem. Hàng loạt nhà xây lên bán không ra. Biển quẹo phải đi Hà Nội các bạn. Giờ trái chúng ta đi vào trung tâm thành phố Cao Bằng ha. Thì từ điểm này chạy vô thành phố Cao Bằng nó khoảng chừng 3 cây nữa các bạn, 3 cây số lận. Quay thì nó dài, không biết các bạn có xem nổi hay không. Trục lộ đại lộ Võ Nguyên Giáp nha các bạn. Đại lộ khá là lớn,
cơ sở hạ tầng cũng mới nâng cấp xây dựng lên đây thôi, cây cối vẫn còn non nớt ha các bạn. Bởi vì thành phố Cao Bằng này được công nhận là thành phố năm 2012 mà cách đây mới có 10 năm mà. Một thành phố cũng còn khá là non trẻ ha các bạn. Rồi đây ha các bạn, vào trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng chừng một cây số nữa thôi. Rồi trái là quốc lộ 3, quốc lộ 34B, 6 cây. Rồi, vẫn là đại lộ Võ Nguyên Giáp các bạn. Đường dẫn vào trung tâm thành phố Cao Bằng khá là dài, thông qua con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này nha các bạn. Ta gần vào đến trong trung tâm của thành phố Cao Bằng. Trước mắt chúng ta xa xa đó là tòa nhà cao của thành phố Cao Bằng ha. Thành phố Cao Bằng thì là tỉnh giáp với lại biên giới Trung Quốc các bạn, cho nên mình là thấy có núi non ha. Tích khoảng 107 cây số vuông thôi, nhưng mà dân số khoảng chưa tới 100.000 dân các bạn. Được thành lập năm 2012 và đây được công nhận là thành phố loại 3 các bạn. 2012 bây giờ 2022 có nghĩa là mới được thành lập 10 năm, thành phố khá là non trẻ các bạn. Đa số là người Kinh, số dân tộc thiểu số đó là người Tây và người Nùng các bạn. Người Tây thì cũng dân số đông thứ hai sau người Kinh các bạn. Người Tây khá là càng nhiều, trong 54 dân tộc anh em các bạn thì người Tây là người có số lượng dân cư đông sau người Kinh thôi. Ở phía bên trái chúng ta có cái khu dân cư nữa nè, quy hoạch. Chúc có thể xong mình hoành về vô cái khu này thử anh. Đại lộ khá là rộng lớn ha các bạn. Bên trong là 3 lane, bên ngoài này 2 lane, tổng cộng 10 lane đường các bạn. Lề đường còn 6 mét, lề đường vỉa hè trồng cây xanh đó, để hệ thống cây xanh khá là non nớt các bạn. Rồi chúng ta vào đến trung tâm nha các bạn. Số xe của tỉnh Cao Bằng là biển số 11 các bạn. Riêng thành phố Cao Bằng đó là 11X1 và B1 các bạn. Chúng ta qua cái cầu này, cầu sông Hiến các bạn. Đây là sông Hiến ha. Đây là dọc sông Hiến. Cũng như cái cầu này, coi cầu sông Hiến các bạn. Đường này là đường Hoàng Đình Dông các bạn. Một cái nhà hàng khách sạn gì đang xây dựng nè, phát triển đô thị bắt đầu được nâng lên, Gia Quý Hotel các bạn.
khá là lớn ha. Đây, cửa hàng ga, đây là một cái bình nguyên group buôn bán điện thoại, laptop, bảo việc. Chúng ta đang đi vô trung tâm của thành phố Cao Bằng nha các bạn. Bên trái chúng ta đây là cái ủy ban tỉnh Cao Bằng luôn các bạn. Ủy ban tỉnh ha. Bên phải chúng ta là tập đoàn bưu chính VNPT tỉnh Cao Bằng, đường Hoàng Đình Dông. Bên trái chúng ta đây là tượng đài Hồ Chí Minh nha các bạn. Bên phải là công viên, nơi đâu cũng có công viên. Công viên rất là rộng lớn ha. Đây cũng vừa phải thôi, chứ không chưa đến nỗi rộng lắm, vừa đủ. Tượng đài Hồ Chí Minh. Bên này là phố Như Mai, ở ngoài khu vực phía Bắc thì đường gọi là phố, trong miền Nam gọi là đường, đây gọi là phố nha các bạn. Đây có phố cắt tóc là Hồng Viện, cắt tóc đó các bạn. Bên trái chúng ta có cái ngân hàng BIDV, ngân hàng BIDV ở các tỉnh thành nó bự chà bá lửa luôn, bự khủng hoảng thật sự. Rồi chúng ta vào đến đúng ngay trung tâm của thành phố Cao Bằng nha các bạn. Bên trái chúng ta có cái bùng binh nè, ta quẹo phải ở đây có cái tập đoàn vàng bạc đá quý ra đời từ năm 1979 các bạn. Đây là trục đại lộ chính của thành phố Cao Bằng nha các bạn. Cửa hàng xe gắn máy rất là lớn. Đường này là đường Kim Đồng các bạn, và cũng là đại lộ quốc lộ luôn, quốc lộ 4A các bạn. Đây là cái chợ Bằng Giang các bạn, bởi vì nó nằm gần cái con sông Bằng Giang. Chợ khá là lớn ha, chợ rất là lớn các bạn. Xe hơi để dọc đường này, biển số 11 nè. Đường Kim Đồng cũng là đường phố đi bộ buổi tối các bạn. Tối mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Rồi ở đây có cái tòa nhà gì đang xây các bạn, cao ngất ngưỡng. Cái này là một khách sạn tầm cỡ 5 sao rồi. Nó quá trời bự, nó biểu tượng luôn á. Nó quá trời bự. Điện máy xanh chỉ đâu cũng có hết. Đường Kim Đồng là đại lộ chính của trung tâm thành phố Cao Bằng á các bạn. Đó, có chữ phố đi bộ Kim Đồng á. Chắc của tư nhân các bạn. Đường cao nguyên núi mà đây có những cái tường thành rất là lâu đời nữa các bạn.
quẹo vô phố là đường Bế Văn Đàn các bạn. Xem cuộc sống ở trong cái trung tâm thành phố Cao Bằng, trực thuộc tỉnh Cao Bằng. Hai người dân ở món ăn chính ở đây mình thấy rất là nhiều món bánh bánh cuốn trứng đó các bạn, với lại món phở vịt quay. Hồi sáng nãy mình có ăn thử cái món vịt quay, phở vịt quay các bạn, bò gà, thì giờ là vịt quay. Vịt quay chặt ra bỏ vô ăn cũng ngọt ngọt. Nói chung khẩu vị mỗi vùng miền mình đi ăn nó khác nhau, nước chấm khác, bánh phở không phải như bánh phở ở ngoài Bắc, ngoài Hà Nội các bạn. Nói bánh phở giống như hủ tiếu bò viên trong Nam vậy đó, phở cộng mềm, phở cộng mềm chứ không phải phở dai, phở phở mềm, nó như cộng phở Bắc vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Nói vậy cho dễ hiểu đi, phở cộng Bắc nó dẹp mà nó dày mông đó các bạn, nó dẹp. Còn đây có lót, cuộc sống rất là nhẹ nhàng các bạn. Bãi đậu xe thì ở đây, ở ngoài Bắc gọi là đổ xe, Đàm Quang Trung, cắt ngang đường này đường Đàm Quang Trung các bạn. Chúng ta chuẩn bị cắt ngang cái đường Hoàng Đình Lình Dông hồi nãy chúng ta đi ngang rồi đó. Đây có cái trung tâm siêu thị, giờ trở thành cái siêu thị tập quá lớn ơi lớn ơi, siêu thị tập quá ơi lớn ơi lớn. Đường này là đường Bế Văn Đàn, em ra hơi Hà Nội. Nó thực phẩm sạch nè. Đây là tổ công tác điều hành dự án hỗ trợ cho nông dân Cao Bằng. Và món bánh cuốn bán rất là nhiều các bạn. Xe hơi cũng khá nhiều đó các bạn, cũng có nhà sinh hoạt cộng đồng. Trước mặt chúng ta đây là cái sân vận động thành phố Cao Bằng các bạn, sân vận động này. Ảm đạm quá, sân vận động cũng không lớn lắm các bạn. Chúng ta quẹo vào đường này là đường Vườn Cam, phố Vườn Cam ra nha các bạn. Chà, đường này xe hơi nhiều ạ. Đây, biển số 30 là biển số Hà Nội chạy lên ha các bạn. Phở nè, bún chả, cây mít,
sản ở đây là măng mầm với lại cái măng ớt các bạn.